bông nhóm xôm cổ rộp chung điệp xua đó xa tra cha bi vi chất chí ti cổ rộp. Nhóm xôm cổ rộp chung điệp xua đó xa xa nửa xa chí ti rộp an. Nhóm nhóm mò bì krom tị bốn đại minh xa mạ chất bốn nẹ. Nhóm nhóm chmua tru sâu giá, cả nhà chương sĩ vĩ, cả nhà hành sinh nói nâng nguyên sự vật. Ngày nay krom nhóm nhóm lưu bật thiên ở bọt mối đầy ông bì đầm nà ca nè cục rộng ẩn tiền. Bạn bọn mối ca cục rộng ẩn tiền nâng miên nè dùm nảy bí, nè dùm nảy tì mối. Vậy tới chỉ ẩn tiền. Ẩn tiền cứ chỉ bật bật ca đại ca lăng rồi viên phía kỳ tháng 2 đại phía kỳ tì mùi nâng chỉ mà chạp ẩn nói đó là ở sạch rạ chung tập phía kỳ tì phí hay tha cổ ẩn nói cổ ẩn nói nâng cứ mình cả tập cách xong tập lọc màu bình về nẻ nà cột đi hai cứ chỉ nè dùm ẩn ấy ẩn tiền. Bạn bọn mùi nè dùm ẩn ấy mùi tiền ta ở vậy tới ca cấp cường ẩn tiền ca cấp cường ẩn tiền cứ chỉ ca trục về đất nâng ca mổ song từ lập màu vinh bị ở tại chồn ca cấp cường ẩn tiền nó vì mình sản phẩm khăn nâng mộ nghề sản phẩm ở đó là cầm hôn rồi có thể nghề kia xanh xanh đảm bay ao trạm nấu nâng ở căn tập xa làng hai có cặp ẩn thoi hay rèn thậu chun thì nghề kia phòng đài. Cho nên tiếp đi nâng dạy bì ca bắt đục đàm chê rơ sna xong. Cho nên đi trong miền này tha dương sna xong nâng ở bàn lươn miền và sơ tập hiếp không ca tu bình nật không ca sna xong ở ân ở tiên đôi chìa đồ bài ca hay rèn vật thâu đồ bài ca ca giả lai tạ đào. Chẳng là tập hò đại dân tụ bà nâng cư miền thiếp nghe xu không ca vị đầm lại đôi chìa sạch ra đôi chỉ hai đại vật thô, sản phẩm ăn ở ward, nơi khôn ông trầm hôn người mua đồ mua đây. Trong nhà tị bấy ca sập ẩn kệ ăn ở tiền, ca sập ẩn kệ ăn ở tiền nâng kẹp bò nương trầm hiến ca cầm nót ca trầm máu bò miền ở băng ở cướp quán toàn pe về lía ra pe về lía tích nâng ở men trầm này ở lôi cạn tràn. Xin rạp chân mạch những nhóm xôm chọc là trâm năng chẳng xôm ai mật rung krom những nhóm bọ sài chân mạch xanh xanh vì những nhóm mạnh tò xôm ạ con chân mạch xô lục hố nhóm tò vì mật hệ nhóm chân mạch ngó ca trô bình đất kỳ nạn này mục nguy cư ở ca trô bình đất kỳ nạn này cứ chỉ mục nguy trô bình đất control function nằm đồng bơi trô bình đất kỳ nạn này ai bình đất hát phía chúng ta bấm nó giả rốc miên lệ khả nạn xong rộng xâm lập sầm lấp bục cô ở tây chuẩn scam mập hiếp trộm tiền nát nắng bẹp pon từ lơ ca bờ ma mơ cái nẻ này ca tìm toát hà phan ca sầm nón chập đam song tam phan ca hay tẹt tông chỉ mới ở tây chuẩn nâng nẹp bắt đau lần đầu tiên ban vàng là o chó ca bờ màu cứ chưa scam mập hiếp bờ màu phải lấy chân lại cái thiếu đúng chỉ mới nâng ca đang trai chỉ chán làm bay thôi ở tây chuẩn mau bị khay ở ba đầu bắp bụng kê tam pe về cùng nọ. Nị cư chỉ tập tập hiệp sầm khăn muối này ca tập hiệp ca cướp cướp ăn tiền. Pi chơi pi chip ngày cướp cướp ăn tiền có đồng lời ca sầm làm ngày cướp cướp ăn tiền mang cùng rịch luôn nước nông xe từ cách treo ba mình đo bẩn đá chỉ hiệp sầm khăn bằng cắt con tập hiệp sầm rap ngày cướp cướp ngày cướp cướp ăn tiền chỉ chán sập mai đi kia chỉ mồi nằng ca hiệp ra xa lăng lời ca bị phe hàn để phải ăn tiền. Nâng ca thua ai xâm rạch ca hiệp chốc chay đồ bọc luôn. Khó xa mạ công vị trí chí viết xâm rạp nè cổ rộng ăn ở tiền. Xa mạ công vị trí chí viết trời bật đào xa cầm bạp hiếp xâm rạp xa mạ chắc đồ bọc bộ kê chỉ tràn ruông miền. Ca bật đào trần nẹ đắng nâng xa cầm bạp hiếp bánh cho bánh chô xa cầm bạp hiếp sắp xa xa thiền nạ. Ca đọt đô bò rà miến nâng ca bùng rít nè phần lông xa thiền nạ. Mũi ca bật đào vị trí cầu sáng. Ca bật đào vị trí cầu sáng miễn ác chiếc chiếc tràn ban chụp đồ tế nị tệ cầm mình đây thay cho bạp ca nghề và chạy cái tế nâng bị thi sát phơ ca nghề được bỏ bộ kề xa mà công với chiếc viết chỉ tốt tất bật to cho là nè ông bật thăm sẽ khá xa lá cả bật đồ bật nạp xem xế chỉ hai thơ để xa xa mà chấp đồ bộ kê đó là hốt một
nhóm xong chuẩn bị số đào lục bị vị chết nâng mình hẹn đẹp ngọt khá nhiều nhóm to bị mình hẹn nhóm nơi chờ nói tìm bí sẽ cao một phép bên chỗ sẽ cao một phép bên chỗ chia sẻ mà cùng vị trí vị trí nâng cho sẽ cao một phép bên chỗ đồng bởi ở tìm bốt từ lâu bồng nó ăn ở quá xong này thì cám như bây giờ cột chứ mình này thả này cổ cớm và tới tại dù cho bằng bị cho bằng bọc cơm hôn nâng dù cho bằng bị cho bằng tình kỳ chết làm bởi áo quát tới bên dù bạp bọc lực cảm quát to hay áo bọc lực quát nâng từ bên dù cho bạp từ khang à tị chôn tỏ áo đàm bởi áo vô cho ba thang cho bằng người mũi tới thơ dòng bếch làm bởi áo à tị chôn vô sớp hay nâng thơ ca xâm rạch chất tôi tui vô cho bằng một tâm to nơi cho nội tị bấy ca bọp sai cứ chi sơ mà cũng vì chi vẹ chi tràn bàn bọp sai bên chi chú mũ bài kê chôn thamay tự tạm tôi sẽ làm đấy rưu dịp hơi lại chối đo sơ mà chất rung trăm bò ra miền đôi chi nè cục rong còn miên sật không ca chơi rước bọc lực chôn nó không cầm hồn chẳng ngờ rồi đại bọc lực quật rước quật tới tại mơ từ lử CV ca nghe chả chả đại quật vỡ hai nâng ca này dễ đời hai ca bọc sai nó có ai chi chùm nuôi đó không ca cục rong đại đôi chi ca bọc sai nó quật ai này dễ phèm bọc lực rồi bọc luôn ha miên ca cho phần là tập hợp thamay rồi có sẽ bảo cảm thamay hai nâng vị thị sạp xinh để chia sử dụng bộ rộp bộ ả tế thị chôn đã bởi ai bộ cơ lực nâng quát tư bà bà tế chôn bình tha sử dụng bộ ả bởi mùi đại ả tế thị chôn trong bán quát kết cụ mơ hát quát nâng xâm rạch tạm nâng to nơi chân nói tìm buôn kẹp đọc đồ bộ mình các đọc đồ phong miễn chỉ phá lời cá cách bởi chúng vừa lắng tin tốt là bỏ xe mà cũng bị chỉ trí vẹt đại ăn mình nhát bằng cơ tạo miễn mà nay chỉ mùi nâng áo cấp bị phía xa chỉ mùi nẻ bẹo bỏ nơi không sẽ cảm ơn việc đối khí niệm chẳng miễn này thà các đọc đồ phong miễn nâng nẻ cực cơn trời tài miễn dụ tập xác rồi có bàn cả đọc bọc luôn làm bây hai xe mà chất đọc bọc luôn đại thơ ca nâng nơi khẳng khai nâng một rồi chốn rò mùi ạ tận mà đó rồi có ai mùi khai mà đồn đảm bây dương mà bị phía xa khní hay đọc đồ bò rồi miễn khí tổ quanh tầm máu ông bì tệ trị chốn rồi có ông bì đại cụ của cô bà chênh tha ta tệ trị chốn chọc bản đấy đại cụ của cô bà chênh mình ca lăng cho họ bởi mùi chúng ta nơi chân nói tìm hèm đi đem bì ca tên nè tên nâng xa thiên ạ các tên nhà tên ơn xa thiên á cứ chỉ xa mạc cũng vị trí chỉ vẽ nâng cùng ngờ rõng đâm nào ca đâm bởi chung rốn thoa mà rõng vị trí chỉ vẽ cho mình này thà nè cực rõng quá trời tại bạp bọc lực rõ bọc luôn đại nư đại thuốc ca nâng kháng kra rưu còn nơi khổng khổng hôn quá trời tại bạp bọc bì xu chỉ vẽ thoa ca nị dễ xa đây chỉ mùi ạ tế chú chún rưu cô chỉ mùi nâng đại cụ bậc cụ bậc cha được cổ à nhà thơ được cổ xã xem làm bấy chi tình nè tình nương là ô chi một bộ quát ruồi dương ai ở đằng tây thác nghe là quát à tịch chung bò dương ngưng quát cứ chi một bài mà tứ miên tại ca tình nè tình nương là ô chi một nừng nè chung bên khuôn tê đại nè chung bên khuôn là tê chôn tê đại dương ai đằng tha à tịch chung nương mà nè nương ai nương về tha là ô được cổ mình là ô chừng nhiên khi nhóm xôm có rộp trong việc xuất đó sát ra cha bị vị chết nên khi nhóm chung một chiến sử vị mà bị cọng dịp buôn là một bộ sài nơi chung ngọt cố nè dơ ông quý xạ cây cam chung nẹ đơn giang sống khăn rộp bó nhạc của phương ảnh tiền chung ngọt nâng chai chanh chìa bay chung ngọt tìm buôn dây bí ca phương vị giác đào dơ chung tục đạn nơi sẽ đầy lòng ẩn chung ngọt nâng kênh dây bí xạ ca một phép cổ phương ảnh tiền chăm bạch ở vị phía hàn đi thấy nâng thua sẽ đầy xung rách hai nẹ phục phương ảnh tiên nâng có trời tay miên xung rách đầy lùm ất ca nghĩa này hai xung nào xong nâng ca thua bạch bọt xem xe nâng trời tay bằng bình giang rong bình giặt hai cơ xung gia chỉ trang trời cho hạt tà lệ khá nâng thua ảnh cơ xa xa rộp chụp bắp hai nâng ca cho bình chi hay đang được thọc ở ban trầm trời hai chuẩn tí phí này do ông phí đất tập hiệu thua ca xin rạch nơi chuẩn đoạn nâng này do ông phí nhạc rộng rộng ấn tiền lõ trông miên là tập hiệu thua sẽ cái đây xin rạch
ហើយការគ្រប់គ្រងអនុទានគឺមានភារកិច្ចធ្វើសេចក្តីសម្រេចអនុទានឲ្យបានឆាប់រហ័សជាមួយនឹងអឺការសម្រេចដ៏ល្អនិងមិនធ្វើបើសិនជាព័ត៌មានជាច្រើនទៅបាត់បង់ប៉ុន្តែពេលវេលានិងថវិកាមិនអាចខ្ជះខ្ជាយបានទេហើយការធ្វើការសម្រេចមួយវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមរបស់ ការគ្រប់គ្រងអនុទានហើយចំណុចទី3និយាយពីភាពតស៊ូនិងអត់ធ្មត់អ្នកគ្រប់គ្រងអនុទានល្អត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ហើយសកម្មភាពប្រមូលនឹងតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងតស៊ូជាមួយជំពោះនឹងអតិថិជនក្នុងករណីដែរអតិថិជនមិនសងបំណុលត្រូវតែព្យាយាមរៀបចំការរៀបចំឲ្យសំណងនឹងបន្តទៀត ចំពោះវិន័យមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេបើវាជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជោគជ័យក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលថវិកាពីអតិថិជនហើយចំណុចមួយទៀតគឺមួយចុចបីនិយាយអំពីជំនាញទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សមន្ត្រីអន្តរជាតិគួរតែគិតថាតើអតិថិជនប៉ុន្មានអ្នកដែលមានលក្ខណៈមិនល្អ ធ្វើការសំណើសុំកម្ចីនឹងហើយអ្នកដែរទទួលបន្ទុកនឹងត្រូវតែមានភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងភាពមិនចោះញោមនៅពេលដែរអតិថិជននឹងមានកំហុសនៅពីក្រោយការវិភាគសំណងរបស់ពួកគាត់ហើយជំនាញការប្រស្រ័យទាក់ទងល្អឲ្យអតិថិជននឹងនៅចិត្តសកម្មភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអនុទានជាចុងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់សាស្ត្រាចារ្យប៊ីវិចិត និងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំសូមអរគុណ